diễn đạt quá nha anh ơi. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em nhiều đã xem dự án Ước Mình Cùng Bay và đã theo dõi từng tí nhân vật. Quy rất vui khi mà nhận cái lời khen ngợi này. Quy xem đó là lời khen ngợi vì nghề nghiệp của tụi Huy đó là diễn viên, thì làm sao có thể khắc họa được và giống như là truyền đạt được những cái tinh thần của nhân vật để cho mọi người cảm nhận được về cái nhân vật đó càng tốt và càng hiểu rõ sâu nhất. Anh có thích Dàn Cát Ước Mình Cùng Bay không? Có chứ. Dàn Cát Ước Mình Cùng Bay đó là những cái đồng nghiệp và cũng như những đứa em của anh đó, cũng ở ngoài xã hội mà ai cũng cộng hưởng với nhau để tạo nên một cái bộ phim, để tạo nên một cái bộ phim tốt cả. Đâu có gì đâu mà ghét đúng không? Anh còn yêu chị Ngân không? Không, sáng mắt rồi em ơi. Coi phim em chửi anh hoài. Chà. Thì đúng rồi, phải có nhân vật yêu, có nhân vật ghét chứ. Càng chửi thì đương nhiên mình mới tò mò thích thú để xem tiếp chứ. Chứ gì mà xem phim mà nó nhạt quá đúng không? Thì đâu có gì đâu mà xem. Anh tới cái khúc anh lừa bà già nha. Ừ. Thật ra lúc mà anh đọc kịch bản tới khúc đó anh cũng trời ơi. Thằng Biển này nó quá ác đi rồi. Này gì có chung phim hay chứ. Không, anh nghĩ ngoài đời cũng có những cái nhân vật thì thì phim đó là miêu tả những cái sự thật ở ngoài đời mà để cho mọi người xem mà. Mọi người chơi kịch bản nhưng bù lại em thấy Dàn Cát siêu mới, thấy mọi người tương tác rất tốt. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em đã dành lời khen cho Dàn Cát của phim Ước Mình Cùng Bay nha. Và hy vọng mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Dàn Cát của Ước Mình Cùng Bay tiếp tục nữa nhé, trong những dự án sắp tới nhé.